Chả cá Hàn Quốc chuẩn Hàn cập biến tại Hà Nội. Và xin chào mọi người, mình là Xquid Bean đây. Đây là cơ sở đầu tiên của Sam Chia Múc. Quán này thì chuyên bán chả cá Hàn Quốc rất là được lòng của tất cả các giới trẻ Hàn. Nhìn lượt mọi người đi xếp hàng phải gấp 3-4 lần ăn bánh đồng xu luôn đấy mọi người. Các loại chả cá ở đây thì chuẩn Hàn và được chế biến rất là đa dạng. Nhìn món nào là cũng muốn ăn nên là mình cứ lấy mỗi loại một ít để ăn thử. Ngoài ra tầng 1 còn có cả khu chế biến để cho mọi người xem nữa nè. Ngoài những đồ ăn được luôn thì còn có những đồ đông lạnh để mọi người về nhà chế biến. Lúc xếp hàng thanh toán thì mình thấy có cả chả cá nên lấy luôn 2 xiên. Mọi người có thể lựa chọn ăn tại quán hoặc là mang về, có thể nhờ nhân viên làm nóng lại nè. Mấy xiên chả cá ở đây mình thấy chất lượng thật sự luôn. Mỗi loại sẽ được chế biến một kiểu với cả các hương vị khác nhau. Mấy món này mà ăn lai dai với bạn bè thì rất là hợp lý luôn. Mọi người nên thử cái chả cá phô mai này nha. Miếng chả cá rất là dày mà lớp bột phô mai ở trên thơm thơm ngậy ngậy ngọt ngọt. Nếu mà bạn nào thích ăn hải sản thì có thể thử chả cá tôm này. Ăn thì tôm giòn ngọt cũng rất là vui miệng. Chả cá bánh xèo Nhật này mình thấy cũng ngon nha. Phía bên trên cái lớp xốp ngậy béo xong rồi có thêm cá bào nữa. Vì trong quán hết sạch chỗ nên mình bê ra ngoài ăn ở cái chiếc view siêu đỉnh luôn. Làm thêm một miếng nước chả cá ăn nó bom miệng thật sự. Cuối video thì mình sẽ để menu cho mọi người tham khảo nhé. Có dịp ghé Lotte Mall Tây Hồ thì mọi người có thể thử xem sao nha.